Sáng ngày 19 tháng 1 năm 2023, tức 28 Tết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình quản lý, vận hành, cung ứng điện và chúc Tết tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, Giám đốc Trung tâm cho biết hiện tổng công suất toàn hệ thống điện quốc gia đạt khoảng hơn 80.000 MW, trong đó điện năng lượng tái tạo trên 22.000 MW, chiếm 27% hệ thống, nhiệt điện than chiếm khoảng 30%, thủy điện khoảng 21%, điện khí khoảng từ 7 đến 8% và các nguồn điện khác. A0 đã lập và triển khai nhiều phương án chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng cũng như hệ thống thông tin kỹ thuật, phối hợp với các đơn vị liên quan để vận hành hệ thống đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, sau khi có quyết định của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022 và văn bản việc đảm bảo cung cấp điện trong dịp lễ Tết cuối năm 2022, EVN đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập và thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán năm 2023, từ 0 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết 24 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ 29 đến mùng 5 Tết, không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. Theo dự báo của EVN, nhu cầu tiêu thụ điện trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ thấp hơn ngày thường do hầu hết các phụ tải công nghiệp ngừng sản xuất, về cơ bản là không tăng trưởng hoặc tăng không đáng kể so với cùng kỳ dịp Tết năm ngoái. Dự kiến sản lượng tiêu thụ điện trong những ngày Tết vào khoảng 450,461 triệu kWh đến 509,162 triệu kWh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, làm việc và chúc Tết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao vai trò chủ đạo của EVN trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thì thông qua cái báo cáo này, rồi là qua quan sát thực tế, nghe Trung tâm Điều độ Điện Quốc gia và mới báo cáo thêm bổ sung nữa, thì thấy rằng là các đồng chí đã và đang thực hiện rất là đúng. Trong cái Tết năm nay ấy, thì chúng ta đều thấy là cái phụ tải của chúng ta thì nó thấp, nhưng mà chỉ ngay sau Tết thì phụ tải nó lên cao. Ngày hôm qua chúng tôi nhận được cái báo cáo của Cục xuất nhập khẩu ấy, thì thấy rằng là cái giá trị xuất nhập khẩu của chúng ta trong tháng 1 dự kiến là nó giảm khoảng 8,4% so với tháng trước. Nhưng mà đừng có thấy tháng 1 nó thấp mà nghĩ rằng là sau Tết nó giống như năm ngoái, nó lại ngược chiều. Năm ngoái là tháng 1 thì nó cao nhưng mà tháng 2 nó thấp. Năm nay thì tháng 1 thì thấp nhưng mà tháng 2 trở đi nó lại cao. Điều đó là chắc chắn. Các ông chỉ có báo cáo tôi là theo kịch bản thì chỉ đạo là EVN tăng trưởng trong năm tới nó khoảng độ trên dưới 4%. Nhưng mà tôi rất đồng tình với ý kiến đồng chí Dương Quang Thành vừa rồi là chắc là sẽ phải có sự điều chỉnh. Còn nếu chưa có điều chỉnh trên thực tế bằng cái chỉ đạo của bộ thì tập đoàn cũng nên có một cái kịch bản dự phòng. Nếu nó không cao hơn được năm 2022 là 6% thì cũng đừng thấp hơn cái mức đấy thì mới an toàn. À, thì đấy là cái thứ nhất là tôi muốn nói như thế. Thì cho cả năm giờ phải nói cái điều này. Cái thứ hai tôi cũng rất đồng tình là để tháo gỡ cái khó khăn cho EVN trong năm mới thì vấn đề nhiên liệu đầu vào là cái chuyện ta cần bàn. Tôi đề nghị là ngay đầu năm thì chúng ta sẽ mời Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có thể mời đại diện Bộ Tài chính nữa, những bộ ngành có liên quan cùng với các cái tập đoàn điện lực, rồi tập đoàn than khoáng sản. À, tập đoàn dầu khí đó, chúng ta cùng bàn với nhau xem là như thế nào để giải quyết được vấn đề cơ bản theo cái đề xuất của EVN. Tôi đề nghị là cái cung ứng điện trong dịp này nó khó, như đã nói là phụ tải thì thấp nhưng mà nguồn thì lại cao. Thế bây giờ làm sao để điều độ an toàn hệ thống, điều độ công bằng, công khai, minh bạch cái thị trường điện là cả một câu chuyện không dễ. Bởi vì các cái dự án về nguồn thì bây giờ nhà nước chỉ chiếm một cái tỷ trọng khoảng trên dưới 47-48%. Thế còn ngoài nhà nước là lên tới 52-53%. Mặt khác thì trước đây chúng ta thì cái nguồn truyền thống như là điện than hoặc là thủy điện thì nó chiếm là chủ yếu. Nhưng bây giờ năng lượng tái tạo được chiếm một cái tỷ trọng không nhỏ, lên tới 22-23%. Điều độ hệ thống điện, điều độ thị trường điện là câu chuyện không hề dễ. Cho nên tôi đề nghị là các đồng chí mặc dù có kế hoạch rồi nhưng mà vẫn phải sát sao để chỉ đạo cái Trung tâm Điều độ Điện Quốc gia.
để làm sao một mặt thì chúng ta vẫn công khai minh bạch, nhưng mặt khác ấy, thì phải quán triệt và thực hiện một cái nguyên tắc, nguyên lý là an toàn là trên hết. Phải có một cái kỷ cương nguyên tắc điều hành như Thứ trưởng Hoàng An đã nói ở Trung tâm hàng không. Anh nào mà không tuân thủ cái chỉ thị, chỉ đạo của tập đoàn, của trung tâm là loại khỏi hệ thống. Cảnh cáo luôn chứ không nói nữa. Thì thôi, những ngày Tết là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải ưu tiên cho cái sự an toàn là trên hết. An toàn đầy đủ là trên hết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị thành viên của EVN, năm mới thi đua giành nhiều thắng lợi mới, phục vụ tốt các chương trình phục hồi kinh tế của đất nước.